Và xin kính mời các quý vị khán giả cùng hướng mặt lên màn hình để chúng ta xem phần clip giới thiệu về cơ thủ đầu tiên. Vâng, không có lý giải và tỷ số chung cuộc là 9-4 nghiêng về cơ thủ Đặng Thành Kiên với nghệ danh Kiên Magic. Vâng, đó chính là cơ thủ đầu tiên và xin một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng cơ thủ đầu tiên, cơ thủ Đặng Thành Kiên, được biết đến với tên Kiên Magic. Và đối thủ của anh, xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng tiếp tục xem một clip để giới thiệu về cơ thủ thứ hai. Chắc chắn rồi, đây sẽ là thần tượng của rất nhiều khán giả ở đây phải không ạ? Xin một tràng pháo tay dành cho cơ thủ Dương Quốc Hoàng. Và trận đấu chung kết của chúng ta sẽ ra với thể thức chạm 11. Thank you.
nhiều. Vì số 3 với độ cảm giác về lực rất là tốt của Hoàng Sao đấy, và chạm rất nhiều vì vẫn ra được cái số 4, tức là trong đánh đấy thì Hoàng Sao thì mấy nước cờ rồi. Đây là những người thầy sẽ cùng được ăn mừng với những học trò của mình ở những giải đấu cao nhất trên thế giới. Và chúng ta sẽ là khán giả. Và